Nói thẳng những suy nghĩ xấu xa trong đầu chúng mày ra. Nói đi. Dạ thì chuyện bố vào nhà nghỉ đấy ạ. Cũng may là bọn con nhìn thấy đấy ạ. Chứ để người ngoài nhìn thấy người ta quay lên mạng thì nói chung là mất thể diện lắm bố ạ. Nếu như không phải là cô Sương thì con nghĩ bố cũng nên tìm một người nào đó cho phù hợp với cả độ tuổi, với cả trình độ của bố. Bố lại còn bị hết đắt cao nữa. Chuyện bố có bạn ạ, chúng con đều biết cả. Nhưng mà thực sự là con không thể chấp nhận được đâu ạ. Thế chúng mày nghĩ rằng cứ vào nhà nghỉ là có chuyện bất chính à? Hả? Ai cũng biết vào nhà nghỉ làm gì mà bố. Con nghĩ bố cũng nên thẳng thắn ạ. Với lại con nhìn thấy cái tất chân của cô ta ở trong túi quần của bố đấy ạ. Cái gì? Cái tất chân đấy à? Dạ vâng ạ. Cái tất chân là tôi nhặt được ở cái ghế đằng sau hôm anh lái xe về đấy. Vỡ phần. Nói, cái tất đấy không phải sản phẩm của bố, càng không phải của em. Thế là của đứa nào? Anh làm gì với con nào trên xe ô tô? Hả? Em bị điên à? Anh làm gì đến cái mức bệnh hoạn thế? Thế cái tất tự mọc cánh chui vào ô tô của anh à? Tự nhiên nhắc anh không thể nào mà nhớ được ấy. Nhưng mà anh thề về em ấy là anh không làm bất cứ trò gì trên xe hết. Còn tại sao tất trên xe anh thì chưa nhớ thật. Anh lại còn cãi à? Anh thấy tôi bận rộn hàng hóa, anh tưởng tôi mù đúng không? Không. À, anh nhớ rồi. Bình tĩnh đã, đừng có nôn ra xe. Muốn nôn ra rồi nó đang đấy. Ôi. Xin nôn ra cho người. Ôi. Kinh quá. À đông. Đi xe đông. Ôi. Xe đông. Không cái dạy nào, cái dạy nào. Vì có 200.000 bạc mà phải khổ nhá. Chắc chắn là của con bé đấy. Nó còn mang hoa quả đến cảm ơn anh mà. Thế tại sao anh bảo không biết? Thì anh có nhận quà đâu mà biết. Chắc là bố nhận. Sao bố lại nghĩ anh là có vấn đề gì linh tinh ở ngoài? Nhưng mà tại sao nó biết nhà mình? Em hỏi thế thì đến bố anh cũng chẳng biết. Chỉ biết là ấy, nó mượn điện thoại của anh để gọi cho người nhà nó khênh nó vào. Còn nó truy đến đâu ấy thì anh cũng chẳng hiểu nữa. Mà bố cũng buồn cười cơ. Cái chuyện cần hỏi thì không hỏi. Đằng này lại cứ tâm thầm suy nghĩ rồi mặc định cho anh là như thế. Mệt quá rồi ngủ ấy. Này. Cái gì? Chưa ngủ được. Em chưa giải quyết xong đâu. Anh nói thật nhá. Em đã không tin anh rồi ấy, thì anh có giải thích đến thế nào đi chăng nữa cũng bằng thừa thôi. Anh đi ngủ rồi. Đây, thay quần áo đã. Dậy. Rồi. Khổ quá.